Liên quan đến vụ camera quay cảnh nhóm thương lái tổ chức trộm tôm tấn của chủ đầm mà pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh, ngày 28 tháng 5, công an huyện Đầm Rơi đã dựng lại hiện trường để phục vụ điều tra. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công an huyện Đầm Rơi xác nhận tổ chức dựng lại hiện trường, thực nghiệm điều tra mà chưa xác nhận có khởi tố vụ án, khởi tố bị can nào. Đầu giờ chiều 28 tháng 5, công an cho dựng hiện trường, thực nghiệm điều tra lại khu vực nuôi tôm của anh Lê Duy Châu, xã Tà An Khương, huyện Đầm Rơi. Anh Châu là người đã đặt camera an ninh trông coi vuông tôm và vô tình ghi cảnh nhóm thương lái trộm tôm của anh. Công an đã dẫn giải ba người từng tham gia vụ trộm bị camera quay lại đến vuông tôm để thực nghiệm điều tra. Anh Châu xác định trong ba người trên có Đỗ Tuệ Tánh là người đặt cọc mua tôm của anh. Hai người kia tên là An và Thạnh. Có nhiều người đến xem dựng lại hiện trường cho biết là cũng từng bị mất tôm tấn mà không biết. Ngoài anh Nguyễn Văn Nhanh ở huyện Trần Văn Thời cho là bị mất 4 tấn tôm, anh Hồ Văn Trân ở huyện Cái Nước mất khoảng 4 tấn, thì có hai người ở huyện U Minh và thành phố Cà Mau. Chị Trần Thanh Đạm, ngụ thành phố Cà Mau cho hay gia đình nuôi nhiều vuông tôm công nghệ cao. Tháng 2 năm 2020, chị thu hoạch vuông tôm ở huyện Đầm Rơi và huyện Phú Tân, Cà Mau. Khu nuôi tôm ở Đầm Rơi ước tính trên 7 tấn, nhưng thu hoạch chỉ 3,2 tấn. Vuông tôm ở huyện Phú Tân khoảng 9 tấn, thu hoạch gần 3 tấn, mà không hiểu vì sao tôm mất nhiều như vậy, chị Đạm kể. Sau khi đến xem hiện trường trộm tôm đầm tôm anh Châu được xem các clip, chị Đạm khẳng định mình cũng bị trộm tôm như kiểu anh Châu bị trộm. Tôi tìm hiểu ra băng này chia làm 4 nhóm. Khi thu hoạch đầm tôm thứ nhất, tôi mất cảnh giác. Khi thu hoạch đầm tôm thứ hai, gặp lúc gia đình hữu sự nên mất nhiều hơn. Sau khi biết sự việc, tôi sẽ tố giác đến công an, chị Đạm nói. Nhiều nông dân mất tôm cho là công an cần mở rộng điều tra vụ án trộm tôm có tổ chức này vì có nhiều người là nạn nhân. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.